Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm dung dịch xịt mũi Cipenat. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về dung dịch xịt mũi Cipenat cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Nước biển sâu Dạng bào chế Dung dịch xịt Công dụng Thông mũi, giảm nghẹt mũi, phục hồi niêm mạc mũi hậu phẫu và sau viêm mãn tính. Vệ sinh khoang mũi giúp bỏ các chất nhầy, bụi, các chất gây ô nhiễm các chất gây dị ứng và các tác nhân truyền nhiễm. Sử dụng trong các trường hợp bị nghẹt mũi, bị cảm, viêm mũi xoang và viêm mũi dị ứng cho người lớn và trẻ em trên 3 tháng tuổi. Cách dùng. Sản phẩm xịt mũi. Liều dùng. Xịt 1 đến 3 lần mỗi bên mũi, 2 đến 3 lần mỗi ngày. Chống chỉ định. Không dùng cho người bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Nhà sản xuất Công ty cổ phần tập đoàn Merab Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm dung dịch xịt mũi Cipenat, đồng thời biết cách sử dụng dung dịch xịt mũi Cipenat sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.